Sách biên khảo Hương sắc trong chườm văn, tác giả Nguyễn Hiến Lê, người đọc Trân Châu. Chương 7: Tình trong văn. Alfred de Musset, một trong những thi sĩ giàu tình cảm nhất của Pháp, đã ảnh hưởng nhiều đến Xuân Diệu, bảo ta: "Bạn nên biết điều này, chính trái tim ta nói và thổn thức khi bàn tay ta viết, chính là trái tim tan ra, chính là trái tim ta trải ra, bộc lộ ra và thở như một người trễ hội vui vẻ lên đỉnh ngọn núi." Chỗ khác ông lại khuyên: "Cứ đập vào trái tim anh đi, chính thiên tài ở đó. Thiên tài không phải chỉ ở tim, nó còn ở óc, nhưng quả thực là tim giữ một địa vị quan trọng nhất trong văn chương. Tôi đã tới cái tuổi không còn thích giọng lãng mạn của Xuân Diệu. Là thi sĩ nghĩa là ru với gió, mơ theo trăng và vư vẩn cùng mây, để tâm hồn ràng buộc bởi muôn dây, hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến. Tôi chỉ là một cái kim bé nhỏ, mà vạn vật là muôn đá nam châm. Nếu hương đêm say dậy dưới trăng rằm, sao lại trách người thơ tình lơi lả? Song tôi phải nhận rằng, để diễn cái đẹp thì không gì bằng văn thơ, mà trong những cái đẹp, mối tình trong sạch cao cả lại là đẹp nhất. Cho nên câu thơ mà đạt được cái mật tình thấm thiết, lời diễm lệ, y tao nhã thì không có thứ ngọc quý nào của quá công sánh kịp được. Ý mới mẻ, xác đáng, văn bóng bẩy rực rỡ, mà thiếu tình thì dân lạnh lẽo, không cảm được người đọc. Và tác giả có thể được ta kính phục, mà không bao giờ thành bản thân của ta. Ta chỉ yêu những cây bút gợi được nỗi vui, nỗi buồn của ta, những bài văn mà trong đó, như vị Sinh đã nói, có những giọt nước mắt cho mọi nỗi thống khổ và lòng thiện cảm với mọi người. Ai không rưng rưng nước mắt khi đọc đoạn Kiều dặn dân thay mình đền nghĩa cho Kim Trọng trong cái đêm nàng sắp phải từ biệt gia đình để dấn thân vào một cuộc đời mà nàng đoán sẽ là cuộc đời bỏ đi. Rằng lòng rộn rã thực đầy, tơ duyên còn vướng mối này chưa xong, hở môi ra cũng thẹn thùng, để lòng thì phủ tâm lòng với ai. Cậy em có chịu lời, ngồi lên cho chỉ rãi rồi sẽ thưa. Giữa đường đứt gánh tương tư, giao loan chấp mối tơ thừa mặt em. Kể từ khi gặp chàng Kim, khi ngày hoạt ước, khi đêm chen thề, sự đau sóng gió bất kỳ, hiu tình có lẽ hai bề vẹn hai. Ngày xuân em hãy còn dài, sắp tình máu mủ thay lời nước non. Chỉ dầu thịt nát xương mòn, ngắm cười chính suối hãy còn thơm lây. Chiếc vành giữa bức tờ mây, duyên này thì giữ, vật này của chúng. Dù em nên vợ nên chồng, xót người mến bạc ắt lòng chẳng quên. Mất người còn chút của tình, phím đàn như mảnh hương nguyền ngày xưa. Mai sau dù có bao giờ đốt lò hương ấy, xó tơ phím này trông ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió thì hay chỉ về. Hồn còn mang nặng lời thề, nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai. Giả đài kết mặt khuất lời, rải xin chén nước cho người thác quan. Bây giờ trăm gái gương tan, kể làm sao xét muôn vàng ái ân. Trăm nghìn gửi lại tình quân, tơ duyên ngăn ngủi còn ngần ấy thôi. Phận sau phận bạc như vui, đã đành nước chảy qua trôi lỡ làng. Ôi Kim Lan, hỡi Kim Lan, thôi thôi thiếp đã phủ chàng từ đây. Tôi cho đoạn ấy cảm động nhất trong truyện,
Nàng Kiều đã đau lòng tới bực nào khi lại em đi nhờ đáp nghĩa chàng Kim thay nàng, khi trao cho em những kỷ vật quý nhất của nàng, khi dặn em rải chén nước cho người thác quan. Hai câu: trong ra ngọn cỏ là cây, thấy hiu hiu gió thì hay chỉ về, như đứt ruột. Và hai câu cuối: ôi Kim Lan hỡi Kim Lan, thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây. Rõ ràng là những tiếng khóc nức nở. Nghệ thuật của Nguyễn Du ở đây không ai theo kịp. Phải chăng ông đã đau khổ nỗi đau khổ của nàng Kiều? Nàng đã 15 năm luân lạc, còn ông đã mất bao nhiêu công phu để hoàn thành tác phẩm bất hủ đó. Tình cần cho cả cảnh, thiếu tình cảnh xem vô duyên vì không hồn. Tôi chắc nhiều bạn thích bài Trưa Hè của anh thơ, thích những nét vẽ tinh xảo trên bức tranh quê đủ màu sắc Thanh Âm đó, nhưng thuộc lòng nó thì rất ít người thuộc, vì nó có làm rung động lòng ta đâu, nó thiếu tình. Trưa hè, trời trong biết không qua mây gợn trắng, gió nồm nam lỏng thổi cánh diều xa, qua lũ nở đầy một vườn đỏ nắng, lũ bướm vàng lơ đạn lướt bay qua, trong thôn vắng tiếng gà sao xác gái, các bà già đưa giọng hát thiêu thiêu, những đĩ con ngồi buồn lê bắt cháy, bên đàn ruồi rạc đăng hết hơi kêu, lũ chuồn chuồn giỡn nắng đuổi nhau bay, nhưng thỉnh thoảng tiếng nhạc đồng buồn tẻ, có vài người cởi ngựa đến xua ngay. Bài Tuyệt Cú của Đỗ Phủ cũng vậy, chỉ rực rỡ và cân đối. Nhưng thỉnh thoảng tiếng nhạc đồng buồn tẻ của vài người cưỡi ngựa đến xua ngay. Trái lại, đoạn tả cảnh ở trước lầu Ngưng Bích thì mỗi lần trời đất u ám, cây cỏ dầu dầu, ai có chút tâm sự trong lòng mà không bất giác ngâm lên. Bạn lật tập đường thi, hầu hết những bài được tuyển, dù chỉ có 4 câu, cũng chứa cả tình lẫn cảnh, khi thì tình rõ rệt như trong bài Tòng Quân Hành của Dương Sương Linh. Ôm đàn giải mua hát tân thanh, đều giọng quan sang ly biệt tình, bức rứt mối sầu đàn chẳng hết, bóng trăng cao ngất rọi trường thành. Hoặc bài Khuê Quán cũng của Dương Sương Linh. Thiếu phủ phòng khuê chẳng biết sầu, ngày xuân trang điểm bước lên lầu, đầu đường chợt thấy màu tơ liễu, ân hận khuyên chồng kiếm ấn hầu. Khi thì kín đáo như tình Lý Bạch tiễn bạn là Mạnh Hạo Nhiên. Cố nhân từ biệt hoàng hạt lâu, thang ba qua khói xuân Dương Châu, bóng buồm đã hút trên xanh biếc, chỉ thấy sông trôi sắc một màu. Trong ban thơ Pháp, bài Le Bois Amical của Valéry cũng tả một mối tình thấm thiết giữa bạn trai với nhau, cảnh đã đẹp, tướng lại cao mà lời cũng hàm xúc. Khu rừng thân mật, chúng tôi đã có những ý nghĩ thanh cao, đi sát nhau dọc theo những con đường, chúng tôi tay cầm tay im lặng giữa đám hoa tối tăm, chúng tôi đi như cặp vợ chồng chưa cưới, một mình trong cảnh đêm xanh trên bãi cỏ, chúng tôi chia nhau trái cây tiên cảnh đó, mặt trăng thân mật với bọn cùn, rồi chúng tôi chết trên rêu, xa lắm, một mình trong bóng tôi êm đềm của khu rừng thân thiết và xì xầm ấy. Và ở trên cao kia, trong ánh sáng mênh mông, chúng tôi tìm thấy nhau mà cùng khóc. Ôi, bạn thân ai trong yên lặng của tôi? Người bạn của Bon Valéry đó là Anchises. Cả hai đều có những tư tưởng cao và đều phụng sự cái đẹp. Tôi không hiểu ý nghĩa trong câu rồi chúng tôi chết trên rêu, ba câu cuối cũng bí mật. Phải chăng tác giả muốn nói rằng hai người nằm im lặng trên đám rêu, không nói với nhau, nhưng tâm hồn cùng gặp nhau ở trên vòm trời cao. Âm nhạc trong trẻo, lặng lẽ mà thâm trầm, hình ảnh mới mẻ.
đêm xanh tức lá cây trên bãi cỏ, trái cây tiên cảnh, tế nhị mà thanh cao hơn nữa là tình trong bài Độc Tọa Kinh Đình Sang. Ngồi một mình ở núi Kinh Đình của Lý Bạch, chim chóc bay cao hết, mây trời riêng tử nhàn, ngó nhau không biết chán, chỉ có kính đình sang. Đấy không phải là tình giữa người với người nữa, mà là giữa người với núi, với mây. Nếu như tình và cảnh trong hai câu mà tôi không nhớ rõ của Cao Bá Quát, thế sự thăng trầm anh chưa hỏi, khơi sông thăm thẳm có thuyền câu, mới thật là thú vị, không thấm thiết mênh mông như trong thơ Thanh Quan. Dừng chân đứng lại, trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta, nhưng mong luôn tao nhã biết bao. Tình trong thơ mà ngoài đời thì cũng vậy, cũng kín đáo hoặc tế nhị thì càng quý. Hai bài Sơn Đi Đạt Phe và Le Vase Brillé, tức Chiếc Bình Vỡ, sở dĩ nổi danh không vì tài điêu luyện mà vì đức kính đáo tế nhị. Còn thì tính kính đáo quá đến nỗi nhiều người không nhận thấy mà tưởng là khô khan, như bài Thu Điếu của Nguyễn Khuyến. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, sông biếc theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió sẽ đưa vèo. Từng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khách vắng teo, tựa gối buông cần lâu chẳng được, ca đâu đập động dưới chân bèo. Ngô Tất Tố trong bộ Thi Văn Bình Chú phê bình: ao thu là cảnh tịch mịch, câu cá là việc thanh nhàn, chỉ có những người thanh nhàn mới thưởng thức được cảnh tịch mịch. Bài này chẳng những tả được cảnh tịch mịch của ao thu mà còn vẽ rõ cái tâm trạng u nhàn của tác giả nữa. Thật vậy, nếu tâm lý mà không thanh nhàn thì dù có trông cũng không trông thấy vết gợn tí của sóng biếc theo làn, tai dù có nghe cũng không nghe thấy tiếng đưa vèo của lá vàng trước gió, còn biết làm được tiếng ca đớp đổng ở dưới chân bèo. Vậy với bài này, người ta có thể nói rằng cảnh tịch mình gặp người thanh u đúc lại thành những câu thơ kỳ diệu. Trọn bài không có một chữ tả tình, mà chỉ nhìn cảnh vẽ cùng nhạc thơ, ta cũng tưởng tượng được tình mãn mát, trong trẻo khoan đạt của tác giả, y như ta cảm thấy, tuy mắt không trông thấy, nền trời xanh bao la khi ta đi trong một rừng phi lao, một ngày hè ở bờ biển Trung Việt vậy. Đường Thi có một bài mà giọng thơ so sánh được với bài đó: Sáng Mùa Xuân của Mạnh Hạo Nhiên. Đêm xuân ngủ say thức, dậy nghe chim ríu rít, đêm qua tiếng gió mưa, hoa rụng nhiều hay ít. Bài dịch kém nguyên tác, Mạnh Hạo Nhiên không tả giấc ngủ say thức mà ta đoán được, không tả tiếng chim ríu rít mà ta cũng đoán được. Đó là chỗ khéo, mà có lẽ cũng là chỗ dụng ý của ông. Đêm ngủ, nghe tiếng mưa gió, rồi ngủ lại, sang lúc nào không hay. Thức dậy nghe tiếng chim hót, nhớ rằng đã mưa, hỏi thăm hoa rụng nhiều hay ít. Tâm hồn ông nhàn nhã, tính tình ông điềm đạm, làm sao khác hẳn nhà thơ bi quan Nguyễn Gia Thiệu, tác giả bài Ra Xem Vườn Sau Khi Trời Mưa. Lởm chởm dài hàng tỏi, lơ thơ mây không khương, dễ chi tèo teo cảnh, thế mà cũng tang thương. Nguyễn Khuyến còn một bài nữa, đáng coi là một trong những viên ngọc quý nhất của văn thơ nước nhà, bài Chơi Núi An Lão, cảnh như vẽ mà tình phương phớp vui lại hóm hỉnh. Mặt nước mênh mông nổi một hòn, núi già nhưng tiếng vẫn là non, mảnh cây thưa thớt đầu như trọc, gần đá long lay ngân chữa mòn, một lá về đâu xa thăm thẳm, nghìn làng trong xuân be con, dấu già đã chắc hơn ta chữa, trông gậy lên cao bước chữa chồn.
Khi tình cảm bồng bột phát ra trong văn thơ bằng một giọng nồng nhiệt thì văn thơ đó là văn thơ trữ tình. Thơ trữ tình thường là những khúc ngâm. Jean Subercville bảo nó thơ nhất trong các loại thơ vì nó thuần túy nhất, nó là một khúc ca của con tim, không nhắm một mục đích gì cả. Cái mục đích tạo cái đẹp cũng không, mà chỉ có bộc lộ tâm sự để tâm hồn được vơi đi thôi. Văn trữ tình và những khúc ngâm phát triển mạnh nhất trong những thời lãng mạn, nhưng không phải chỉ phát triển trong những thời đó. Nhân loại còn đau khổ mà bao giờ cho hết được thì luôn luôn còn loại văn thơ đó, và luôn luôn người ta thích những văn thơ đó. Vì vậy, những câu ca dao dưới đây mới lưu truyền đến bây giờ. Trèo lên cây khê nửa ngày, ai làm chua xót lòng này khê ơi. Yêu nhau chẳng lấy được nhau, trăm thảm nghìn sầu đắp đá nên non. Gió đá nên tròn, đồng tiền giáng lịch thích buôn chữ vàng. Anh thiết công gắn bo với cô nàng bấy lâu, bây giờ cô lấy chồng đâu để anh giúp đỡ trăm cao nghìn vàng. 500 anh đốt cho nàng, còn 500 nữa giải quan lời thề. Xưa kia nói thề thề, bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai? Bây giờ nàng đã nghe ai? Gặp anh ghé nón chạm vai chẳng chào. Đó là những khúc ngâm mộc mạc như thấm thía, chua xót ai quán. Phải đứng ở cổng xóm một buổi chiều hè, nghe những lời hát não nuột đó văng vẳng như từ lòng đất thoát ra, đưa lên giữa một cánh đồng bát ngát, trong khi tiếng sáo dừa di du làm nhạc đệm. Ta mới cảm nổi tất cả cái buồn mênh mông của ca dao, lời than thở của dân tộc. Tại Pháp, thế kỷ 17 là thế kỷ của lý trí, mà cũng có như thi sĩ sáng tác khúc ngâm như Mayna, Théophile de Viau, Saint-Amand, Tristan, Hermite, và ngay văn thơ của Corneille, Racine, La Fontaine cũng có một phần trữ tình. Qua thế kỷ sau, các triết gia quán ghét các nhà văn trữ tình. Montesquieu biểu môi, đây cái bọn trữ tình mà tôi khinh bỉ đây, chúng làm cho nghệ thuật của chúng thành một sự kỳ cục du dương. Tu viện trưởng Dobis cay độc hơn nhiều, bảo dân thơ cũng như chế độ lãnh địa và tục đau gươm là di tích của sự dã man thời trước. Nhưng cũng chính trong thế kỷ đó, một thi sĩ André Chénier đã nhờ tập Elegie mà bất hủ. Từ thế kỷ 19, văn trữ tình phát triển cực mạnh. Lamartine, Musset tình cảm nồng nhiệt hơn hết, bỏ Savigny nhiều triết lý hơn và Hugo giàu tưởng tượng hơn. Bản thể của văn thơ trữ tình là bộc lộ những tình cảm riêng tư của cá nhân, nhưng những tình cảm đó phải có tính cách phổ biến, không kỳ dị, đặc biệt quá thì văn thơ mới có thể tồn tại được. Tình tương tư của Musset trong bài Souvenir tư kỷ niệm hoặc tình nhớ quê của Lamartine trong bài Midi đều là những mối tình chung của loài người ở Âu cũng như ở Á, thời xưa cũng như thời nay. Cho nên Victor Hugo đã tự phê bình tập Les Contemplations, chiêm ngưỡng của ông như vậy. Trong tập đó, một kiếp người đã được chép lại từng ngày một. Vậy đó có phải là đời sống của một người không? Phải, mà cũng là đời sống của những người khác nữa. Trong chúng ta không có ai có cái vinh dự có một đời sống riêng của mình. Đời của tôi là đời của bạn, mà đời của bạn là đời của tôi. Bạn sống cái đời tôi sống. Thỉnh thoảng người ta phàn nàn rằng, nhà văn cứ nói về cái tôi. Người ta la lên, các ông nói như chúng tôi về chúng tôi đi. Hỡi ôi, khi tôi nói đến tôi với các ông là tôi nói với các ông về các ông đấy. Sao, ông không cảm thấy vậy ư? Chào ôi, bạn thật điên khùng rồi mới tin rằng tôi không phải là bạn. Muốn có tính cách tôi mà là bạn đó, văn thơ phải làm sao cho độc giả thấy tâm tư của mình trong tâm tư của tác giả, phải vượt lên trên những xúc cảm cá nhân và sự phô diễn những tình cảm nhất thời để đạt tới cái căn bản bất biến và phổ thông. Trên căn bản đó,
tất cả những đau khổ của loài người, nhận ra được nhau và tương ưng với nhau. Phần đông chúng ta tuy không trải những cảnh khổ của Cao Bá Nhạ hoặc những cảnh sầu tủi của Lê Ngọc Hân, nhưng đọc những câu tưởng khuây khỏa ngày qua tháng tới, bỗng hải hùng gió thổi mưa chang, nỗi chìm chìm nỗi bể quang, mấy năm hầu cản một cơn lái đầy, nặng kiếp trước dò dày chi mãi, gấm tình này quan trai sao cân, nghĩ thân mà ngán cho thân, một thân mang nợ mấy lần chưa thôi, chữ bạc mệnh ai ơi xót với, câu đa gian trời hỡi thâu chăng, gom thay ngọn lửa đốt rừng, dập tàn tàn lại bùng bùng bóng không. Trích Tự Tình Khúc. Hoặc những câu buồn thay nhẹ sương rơi gió lọt, cánh điều hiu thanh thoát châu xa, tưởng lời di ngữ thiết tha, khác nào lên tiếng thức mà cũng mê. Buồn thấy nhẹ xuân về quá nở, mối sầu này ai gỡ cho xong, quyết liều mong vẹn chữ tòng, trên lương nào ngại, giữa dòng nào e, còn trưng nước thương vì đôi trẻ, chữ thâm tình không nhẽ bỏ đi, dễ nên nâng ná ngày trì, hình dường như ở, hồn thì đã theo. Ta cũng thấy tâm sự cổ nhân có thể là tâm sự chúng ta, và chắc chắn đã là tâm sự của nhiều người chúng ta quen biết. Cả đến nỗi đoạn trường của nàng Kiều, nỗi ai quán của nàng Cung Phi, nỗi nhớ mong của nàng Chinh Phụ cũng không xa lạ gì với chúng ta cả. Nên đọc lên ta mới thấy cảm động, biết rằng chỉ là dư nước mắt mà cũng khóc người đời xưa. Dư ư, chưa hẳn, mà người đời xưa đó ha chẳng phải là người đời nay sao? Thì Nguyễn Du đã bảo, đã cho lấy chữ hồng nhan, làm cho hải, cho tàn, cho cân, đã đài vào kiếp phong trần, sao cho sỉ nhục một lần mới thôi, chém cha cái số hoa đào, gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi. Nghĩ đời mà ngang cho đời, tài tình chi lắm cho trời đất ghen, tiếc thay nước đã đánh phèn, làm cho bùng lái dẫn lên mấy lần, hồng quân với khách hồng quân đã xoay đến thế còn dần chưa tha. Bạn thử nhớ lại xem đã mấy lần ngâm những câu này mà tưởng lòng thiếu phụ là lòng mình. Nước có chảy mà phiền khôn tả, cỏ có thơm mà giả chẳng khuây, nhủ rồi nhủ lại cầm tay, bước đi một bước dây dây lại dừng. Còn cái thân phù thế của chúng ta thì có ai mà không như bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê, và ai mà chẳng thấy mùi tục lũy lưỡi tê tân khổ, đường thê đồ gót rổ kỳ khu, sông cồn cửa bể nhấp nhô, chiếc thuyền bào ánh thấp tho mặt gần. Như vậy là văn chương đạt tới căn bản bất biến và phổ thông của nhân loại. Trong văn thơ trữ tình, tình cảm luôn luôn rung động, bồng bột, thay đổi đột ngột, có khi như điên cuồng, một thứ điên cuồng mà ba lô coi là thiêng liêng và tìm đủ khách để gợi, đến nỗi có lần múa tay vỗ ngực trong giường, làm cho chú coi giường ngạc nhiên, lo ngại, đứng xa xa, ngó trỏ mông. Lý trí nhường bước cho trái tim, cho nên kẻ thì đòi thời gian ngừng bái để tình tự với người yêu, kẻ thì năn nỉ xin xuôi rừng chim chóc đừng thì thầm ca hót cho một người nào khác nữa. Kẻ là muốn bay lên cung trăng, kết bạn với chị Hằng. Nguyễn Du cho nàng Kiều thốt ra những lời liều lĩnh, gần như mất lý trí, thật là thấu đáo tâm lý con người, dàn nghệ thuật thơ trữ tình. Biết thân đến bước lạc loài, nhị đạo thà bé cho người tình chung.
Vì ai ngăn đón gió đông, thiệt lòng khi ở, đau lòng khi đi. Phận bèo bao quãng nước xa, lên đến đâu nữa cũng là lên đến. Biết thân chạy chẳng khỏi trời, cũng liều má phấn cho rồi ngày xanh. Tình cảm thoát khỏi sự hạn chế của lý trí, tha hồ tung hoành tiến lui, ngừng rồi phóng, nhảy từ ý này qua ý khác, mà lời văn theo điệu của tình cảm biến quá lạ lùng, lúc nhanh lúc chậm, lúc quể quải, lúc hỗn hển, lúc du dương, lúc ồ ạt. Vì vậy đem những quy tắc bố cục phá thừa thực luận kết của thơ đường luật mà xét thơ văn trữ tình, như những bài Lucy của Musset, bài Tôi than thời xuân trẻ, bài Napoleon đệ nhị của Vigo có khác chi đem cái thước vuông thước dài của thợ làm vườn mà đo suối rừng núi biển. Nhà thơ trữ tình bậc nhất cổ kim là Quốc Nguyên mà các phê bình gia Trung Quốc gần đây thán phục nhiệt liệt. Một lòng kiên trung yêu nước mà bị kẻ tiểu nhân gièm pha, vua Sở ghét bỏ, ông âu sầu ưu tư giết Thiên Ly Tao để giải bài tâm sự, song chẳng ai hiểu cho mình. Ông thật chi suốt ngày ca hát như người điên, làm bài phú hoài sa, rồi ôm một phiến đá, gieo mình xuống sông Bịt La. Đặc sắc của Thiên Ly Tao là lời triền miên bi thảm. Tình cảm ông thay đổi kỳ dị, mây vui đó đã buồn, mới cười đó đã khóc. Mây muốn được đi xa lại đòi lên chầu Thượng Đế, rồi lại muốn về cố hương, muốn tự tử. Thật là chân tình, mỗi chữ là một tiếng thở dài, một giọt nước mắt, ít thấy văn nhân nào đau khổ vì chính nghĩa nó thác loạn như vậy. Bài Thiên Vấn tức hỏi trời của ông cũng là một kỳ văn, giọng lắm lý cùng cực. Ông hỏi trời luôn một hơi, 172 câu, sức tưởng tượng của ông quá là vô địch, cũng như tình cảm của ông vậy. Bài Thiệp Giang mà Phan Kế Bính đã dịch cho ta biết được một phần nào thiên tài của ông trong lối văn trữ tình. Văn thơ trữ tình tuy không theo những luật lệ cổ điển nghiêm khắc, nhưng không phải là một sự vô trật tự, rời rạc vô lý. Ý tưởng, tình cảm xô đẩy nhau tuôn ra như gan chảy ở cửa lò, rồi nghệ sĩ còn phải đưa thứ nước gan lòng đó vào một cái khuôn để nguôi cho thành hình, sau cùng đập lại, mai dúa, tô phết lại thành một nghệ phẩm. Trong bài Thiệp Giang, bạn nhận thấy ý tưởng đoạn giữa, đoạn tả nội thật tri của tác giả có vẻ hỗn độn, lúc thì muốn lên trời thăm vua Thuấn, lúc muốn trèo núi, lúc muốn vượt sông, lúc lại dùng văn chưa biết ở đâu, song toàn bài vẫn có mạch lạc. Đoạn đầu tả chi hiên ngang của ông thời nhỏ, đoạn giữa là lòng buồn bực, ghét đời, ghét xong khi ông bị vua bỏ. Đoạn cuối những cảm xúc đã dịu đi, lý trí dần dần trở lại và ông tự hứa tha thứ cho mọi người, cứ vững lòng giữ đạo. Vậy nghệ thuật không thể thiếu sự sắp đặt, gọt đẽo. Nếu nó là một sự hỗn độn thì cũng phải là một sự hỗn độn đã được chế định. Nhiều thi nhân đã tả tâm hồn của mình. Victor Hugo bảo tâm hồn ông có nghìn tiếng. Là vì ái tình, năm mồ và danh vọng và đời sống, một gợn sông trôi đi, có gợn khác đuổi theo bất tận. Mỗi hơi gió, mỗi tia sáng dù lành hay dữ, đều làm cho tâm hồn phá lê của tôi sáng ngời và rung lên. Cái tâm hồn nghìn tiếng của tôi mà vĩ thần tôi sùng thượng, đã đặt ở trung tâm mọi vật như một âm hưởng dội vang vậy. Chắc chắn Xuân Diệu đã nhớ những câu đó khi ông ví tâm hồn ông với một quán trọ, một bình hương, một khu giường. Đây là quán tha hồ muôn khách đến, đây là bình thu hợp tri muôn hương, đây là vườn chiếm nhã hạt mười phương, hoa mật ngọt, chen giao cùng trái độc. Còn Thế Lữ thì tự nhận mình là một khách tình si. Tôi chỉ là một khách tình si, ham vẻ đẹp của muôn hình, muôn thể. Mượn lấy bút nàng Ly Tao tôi vẽ, và mượn cánh đàn ngàn phím tôi ca. Vẻ đẹp u trầm, đắm đuối hay ngây thơ, cũng như vẻ đẹp cao siêu hùng tráng,
của non nước, của thi văn tư tưởng. Tâm hồn của thi sĩ đã có nghìn tiếng, đã là quán tha hồ muôn khách đến, đã ham vẻ đẹp của muôn hình muôn thể, thì đối tượng của văn thơ trữ tình bao quát cả vũ trụ. Nó gồm trước hết nội tâm của nhà thơ, những đau khổ vui buồn uất hận, mà trong các thứ tình đó thì tình luyến ái giữa nam nữ được chọn làm đề tài nhiều hơn cả. Arve, Lamartine, Victor Hugo, Alfred de Musset, Lý Bạch, Lý Thương Ẩn, Thôi Hộ, Đông Hồ, Tướng Phu, Xuân Diệu Quy Cận đều không nhớ người yêu, kẻ thì kín đáo, kẻ thì bồng bột, hoặc lãi nhãi như Ri Lê Ba trong Năm Qua, hoặc nhí nhảnh như Nguyễn Xuân Huy trong Dẫn Nhau, rồi lẩn thẩn như Nguyễn Bính trong Người Hàng Xóm, khùng khùng như Lưu Trọng Lư trong Tình Điên. Ôi thôi, đủ các giọng. Tình đối với gia đình kém nên thơ, nhưng thấm thiết hơn, thành thực hơn. Âu Dương Tu khóc cha mẹ trong bài Lũng Cương Thiên Biểu. Baxter có đoạn ô mon père, ô ma mère mà chắc nhiều bạn đã thuộc. Hugo tả tình mẹ con trong chương ở bộ Notre Dame de Paris, và tình ông cháu trong tập Lạc de Grand-père, nghệ thuật làm ông nội. Lý Mật tỏ lòng hiếu với bà trong bài Trần Tình Biểu. Hàng Chú sụt sùi thế cháu là Thập Nhị Lan. Lamartine xin thượng đế cho gia đình ông kiếp sau lại được đoàn tụ. Người đã tạo ra những tổ nhồi bằng tình âu yếm, phải đâu là để cho nó thành một cây quan tài. Trên vô số thế giới của người, người có một giạt nhỏ nào, một sườn núi nào ở dưới ánh nắng, một thung lũng nào trong bông rộp để gây lại cái ngưỡng cửa gia đình êm đềm đó không? Trong văn thơ Việt, trừ ít câu tả tình kiều nhớ cha mẹ, tôi thay hai bài có giá trị, một bài của Nguyễn Khắc Mẫn về tình mẹ con và một bài của Phan Bội Châu khóc vợ mà tôi sẽ trích ở một đoạn sau. Tình quê hương cũng xuất hiện rất nhiều trong văn thơ. Ai mà không nhớ trong bài Mi Di, Lamartine đã bực mình vì cái lũy cô quận phải gắt lên với những vật vô tri là nhà cửa, giường tượng, đồi suối đã buộc chặt tâm hồn ông vô chung. Lý Bạch có bài Gia Tứ mà tôi đã phân tích, Dương Bột có bài Tư Quy. Muốn về, tràn gian buồn ở mãi, muôn dặm muốn về ngay, huôn lại gió chiều lỏng, la vàng núi núi bay. Mấy năm gần đây vì chiến tranh và vì sự chia sẻ đất nước, nhiều thi sĩ ngóng về quê hương mà ngâm vịnh, nhưng phần đông cảm xúc đến hời hợt. Và tôi chỉ còn nhớ hai câu 47 và Lâm Ly của nữ sĩ Thụy An viết một ngày gần Tết. Hỡi ơi phương Bắc xa xăm ấy, đào nở hay là đợi cô nhân? Tình yêu nước đã gợi hứng cho nhiều văn nhân, song chính vì nó cao cả, nên chỉ những nhà có một tâm hồn lòng nhiệt và một nghệ thuật trạc tuyệt mới thành công. Về lối này, văn thơ phương Đông thiếu sức lôi cuốn mạnh mẽ như phương Tây. Những câu, ngày nào chiếm lại Trung Nguyên cũ, cúng tế đừng quên cao với ông, của Lục Du, ngay như bài Chính Khí Ca của Văn Thiên Tường và bài Thuộc Hoài Bất Hủ của Đặng Dung. Việc đời bối rối tuổi già vai, trời đất vô cùng một cuộc sai, bằng tiếng gặp thời lên cũng dễ, anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay, dài khiên trái đất mong phò chua, giáp gội sông trời kho dập mây, thù trả chưa xong đầu đã bạc, gươm mài bông nguyệt biết bao dài. Trần Trọng Kim dịch, tuy thâm thúy và có màu sắc riêng, song không làm cho máu ta sôi lên như những bài Em à la France, Quốc ca Pháp của André Chénier, Le Rhin Allemand, tức sông Ren ở Đức của Alfred de Musset, Ceux qui sont justement morts pour la patrie, những người thành kính chết cho tổ quốc của Victor Hugo. Tình đối với cái đẹp trong vũ trụ được văn sĩ thời xưa thường tả bằng những nét đơn sơ. Thi nhân hiện đại dùng bút pháp của Âu rườm rà nhưng tân kỳ.
bài Đây Mùa Thu Tới của Xuân Diệu và bài Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư mà ý, lời và nhạc đều đặc sắc, nhắc ta nhớ đến bài Chanderton của Baudelaire. Bài ca mùa thu, một bài bất hủ, du dương mà rực rỡ sâu sắc. Tôi xin chép lại dưới đây bản dịch của Nguyễn Giang, bản dịch độc nhất mà tôi đã tìm được. Đi trong nguyên tác đã khó giữ được trọn, mà nhạc thì không sao diễn nổi, nó tế nhị vô cùng. Lần nào ngâm tới, tôi cũng sao xuyến trong lòng mà không hiểu gì đâu. Phải chăng tại những âm ê và y lái đi lái lại, thu ngâm. Chẳng mấy nổi trời xanh đổi xám, cảnh non sông thê thảm lạnh lùng. Còn đâu ánh nắng tưng bừng, ngày hè ấm áp như chừng đã qua. Cành cây đã xót xa rơi gãy, tiếng rơi kêu khơi chảy mạch sầu. Rồi đây trăng xóa một màu, ngày đông cửa đông trên lầu ngồi suông. Ngồi co đó khóc cùng tâm sự, nỗi bực bình với nỗi lao sinh. Lòng này như án bình minh, trên vùng thái cực rung rinh đỏ nhòe. Mỗi một tiếng cây kia rơi gãy, nghe âm u sởn gai rũng rời. Như ai dựng mai chém người, mai kia đã dựng sắp mời ta lên. Thành trì nó giấu bền cũng đổ, sức cái đu đồ số đập hoài. Lắng nghe tiếng đập bên ngoài, biết rằng ai đóng quan tài cho ai. Chỉ biết có hôm nay là hết, cảnh thu đà đành chết ngày chui. Thiên kia ai quán bùi ngùi, như trưa ngày hạ về trời hôm nay. Yêu em con mắt biết như mây, tiếc rằng tâm sự nhiều đắng cay. Chữ tình êm ái anh không thiết, hương hoa son phấn chẳng vui dày. Lặng nhìn mặt biển trời Tây, lòng anh riêng chỉ mê say bóng chiều. Bóng chiều chói lói cảnh mênh mông, nhìn trong anh luôn ngẩn ngơ lòng. Quên em cũng đừng nên giận, vô tình bạc ngãi cũng coi không. Thương anh một buổi cuối cùng, như dần tà nhật đỏ bừng trời Tây. Trời Tây ông ả chẳng bao lâu, lòng nãy phút chốc cũng chôn sâu. Ngày hè vui vẻ đâu còn nữa, cho anh trên gối sẽ giữa đầu. Giữa đầu ngắm một phút rau, vàng vàng dải nắng đang mau mau tàn. Tình thương người lan rộng ra tới những kẻ đau khổ, đã tạo ra những bài thạch thào lại tân hôn biệt của Đỗ Phủ, những phút tần trung ngâm, tỳ bà hành của Bạch Cư Dị, cùng quán của Nguyễn Gia Thiệu, chinh phủ của Đặng Trần Côn, những bài người nghèo đêm đại dương của Victor Hugo, được mở rộng thêm một lớp nữa. Tình đó bao gồm cả nhân loại, vị dông trong bài Ballad de Bandue, bài ca những người bị treo cổ, đã hô hào các thế hệ hậu sinh thương những kẻ bị xử giảo. Hỡi các anh em sinh sau chúng tôi, La Martine cũng là kêu gọi các dân tộc đoàn kết nhau trong khúc Marseillaise de la Paix, quốc ca hòa bình. Tôi là công dân của những tâm hồn nào nghĩ rằng sự thực là quốc gia của tôi. Victor Hugo mơ tưởng tới châu Âu hiệp chủng quốc, bài Plaisance, bầu trời, và Alfred de Musset ngâm dịnh sự liên đới của nhân loại, bài La Bouteille à la Mer, cây chai quăng xuống biển, gần đây Veha Euron, và biết bao thi sĩ khác đã tìm hứng trong cái nguồn đề tài vô tận là nỗi khổ nhục của con người trong một xã hội cần phải tổ chức xây dựng lại. Rồi những tiến bộ của khoa học cũng làm rung động được cái đờn muôn điệu của nghệ sĩ. Giữa hai đại chiến, văn chương Pháp thu hoạch thêm những sắc thái mới nhờ sự phát triển của Phi Cơ và nhờ tâm hồn thi sĩ của Saint-Exupéry. Trong một tương lai gần đây, chắc chắn chúng ta sẽ được nghe những dần ca tổng nguyên tử lực. Và khi quả tuyển đưa được chúng ta lên cung trăng, các nhà báo hậu bảo chỉ trong 5-10 năm nữa thì tình cảm của con người sẽ ra sao nhỉ? Mà văn chương sẽ có những hình thức mới nào nữa để tả nổi một vũ trụ thiên biến vạn hoa nhỉ? Người ta sẽ trả mặt trăng và tay đất ra sao nhỉ?
Sau cùng, lòng tín ngưỡng Thượng Đế Thánh Thần đã tặng chúng ta biết bao bài thơ hay. Nào những khúc trong Kinh Thi, những đoạn trong Polyeus Atali, nào những bài Em O Christ của Lamartine, Ecce Homo Crucifi của Victor Hugo, L'Espoir en Dieu của Alfred de Musset. Bài Thánh Nữ Đồng Trinh Maria của Hàn Mặc Tử, một tác phẩm chưa được chín mùi, nhưng thật là mới mẻ trong thơ Việt. Maria, linh hồn tôi ân lạnh, rung như rung thần tử thay long nhan, rung như rung hơi thở chạm tư vàng, như lòng vẫn thấm nhuần ơn triều mến. Tâu lại bà rất nhiều phép lạ, ngọc như ý vô tri còn biết cả. Huân chi tôi là thánh thể kết tinh, tôi ưa nhìn bắt đầu rạng bình minh, chiêu cùng hết khắp 3.000 thế giới. Sáng nhiều quá cho thanh âm dời dợi, thơm dường bao cho miệng lưỡi không khen. Hỡi sư thần Thiên Chúa Gabriel, khi người xuống truyền tin cho thánh nữ, người có nghe xôn xao muôn tinh tú, người có nghe náo động cả muôn trời, người có nghe thơ màu nhiễm xa đời, để ca tụng bằng hoa hương sang láng, bằng tràng hạt, bằng sao mai chiếu rạng, một đêm xuân là rất đổi anh linh. Trong thể gian trữ tình, điều quan trọng nhất là phải thành thực, tranh cái tật, vô bệnh thân âm. Dạ cái tật kêu mà rỗng, bóng bẫy mà giả tạo. Xin bạn nghe Alfred Musset định nghĩa thơ văn lãng mạn. Thưa ông, thơ văn lãng mạn là ngôi sao khóc lóc, là ngọn gió oe oe, là đêm rung động, là bông hoa bay và con chim tỏ hương, là cây dòi không mong đợi. Thật là kêu mà rỗng, thể thêm lố bịch nữa. Tôi không bảo Đông Hồ không thành thực khi khóc Linh Phượng, nhưng cũng không dám ngờ Tương Phố không đau khổ vì tan chồng. Nhưng đọc những bài lễ ký của hai nhà đó, tôi vẫn không thấy cảm động bằng bà Tế Thập Nhị Lang của Hàn Vũ hoặc bài Điếu Vợ của Phan Bội Châu. Đông Hồ và Tương Phố viết văn có nghệ thuật lắm, nghệ thuật tô điểm và nghệ thuật tạo nhạc, nhưng nhiều nghệ thuật qua có khi lại lạm dụng. Ta có cảm tưởng rằng hai nhà đó khóc vợ khóc chồng mà muốn cho kẻ bàng hoàng nghe. Trai lại cụ Phan Bội Châu kể tiểu sử cụ bà chỉ cốt cho các con đọc nên giọng rất tự nhiên giản dị. Khác nhau là ở chỗ đó. Cụ viết: cha ta với tiên nghiêm mẹ mày xưa, thái nhà nho cũ rất chăm giữ đạo đức xưa. Mẹ mày lớn hơn ta 1 tuổi, tới năm mẹ mày 23 tuổi về làm dâu nhà ta. Lúc ấy mẹ ta bỏ ta đã 8 năm, trong nhà duy cha già với em bé gái, ta vì sanh ngay bằng nghề dạy trẻ. Luôn năm ngồi quán ở phương xa, khi ganh sông chiều gạo nước gửi trên vai mẹ mày, cha ta đối với dâu con rất nghiêm khiết, nhưng chẳng bao giờ có sắc giận với mẹ mày. Cha ta hưởng thọ được 72 tuổi, nhưng bệnh nặng từ ngày 60, liên miên trong khoảng 10 năm, những công việc thuốc thang hầu hạ bên giường bệnh cho đến các việc kho nhọc nặng nề mà người ta không thể làm được, thảy tay mẹ mày gánh cả. Kể việc hiếu về thờ ông gia như mẹ mày thật là một việc hiếm có. Trước lúc cha ta lâm chung ước vài phút đồng hồ, gọi mẹ mày tới cạnh giường nằm chúc ta rằng: ta chết rồi, mày phải hết lòng hết sức dạy cháu ta, và lại hết sức thương vợ mày. Vợ mày thờ ta rất hiếu, chắc trời cũng làm phước cho nó. Xem lời lâm chung của cha ta như thế, cũng đủ biết nhân cách của mẹ mày rồi. Nguyên lai nhà ta thì chỉ có 4 tấm phên tre suông, chẳng bao giờ chứa gạo tới 2 ngày. Nhưng vì trời cho ta cái tính quay đặt, thích khoan khách, thích làm ơn, hễ trong tôi được đồng tiền thấy khách hỏi, tất khắc cho ngài. Thường khi ở trường quán về, ta tất mang luôn khách về nhà, khách hoặc 5-6 người, có khi 10 người chẳng hạn, nhưng chiều hôm sớm mai thiêu những gì tất hỏi mẹ mày. Mẹ mày có gì đâu, chỉ dựa vào 1 triên 2 thun. Từ mai tới hôm mà cũng nghe chồng đòi gì thì con ấy. Bổng dạy học của ta tuy khá nhiều, nhưng chưa đồng nào mà tay mẹ mày được xài phí.
Khổ cực may nhưng không sắc buồn, khó nhọc may nhưng không sắc giận. Từ năm ta đã 36 tuổi cho đến ngày xuất dương, những công việc kinh dinh diệt nước mẹ mày ngầm biết thái, nhưng chưa hề hé răng một lời. Duy có một ngày kia, ta tình cờ ngồi một mình, mẹ mày đứng giữa cột, kề một bên ta mà nói: "Thầy toan bắt cọp đó mà, cọp chưa thấy bắt, người ta đã biết nhiều, sao thế?" Mẹ mày tuy có câu nói ấy mà lúc đó ta làm ngơ, ta thiệt dở quá. Bây giờ nhắc lại, trước khi ta xuất dương, khoảng hơn 10 năm, nghèo đói mà bạn bè nhiều, khốn cùng mà chí vững, thiệt một phần nữa là nhờ ơn mẹ mày. Từ ngày ta bị bắt về nước, mẹ mày được gặp ta một lần ở thành Tĩnh Nghệ, hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ có một câu với ta rằng: "Vợ chồng ly biệt nhau hơn 20 năm, nay được một lần gặp mặt thầy, trong lòng tôi đã mãn túc rồi. Từ đây trở về sau, chỉ trông mong cho thầy giữ được lòng xưa. Thầy làm những việc gì mặt thầy, thầy chớ nghĩ tới vợ con." Hỡi ôi câu nói ấy, bây giờ còn phảng phất ở bên tai ta, mà ta chày chà năm tháng chẳng việc gì làm, chốc đã chẳng 10 năm. Phỏng khi mẹ mày chết trước ta thì trách nhiệm của ta e còn nặng mãi mãi. Suối vàng quanh cách biết lối nào thăm, đầu bạc trăm năm còn lời thề cũ. Mẹ mày thiệt chẳng phụ ta, ta phụ mẹ mày. Công nhĩ dông tư, chắc mẹ mày cũng lượng thư cho ta chứ. Trừ câu suối vàng quanh cách thề cũ, còn thì lời là lời nói chuyện, không một chút trô điểm, về thành thật và cảm động, giá trị đoạn đó không kém bài Tế Thập Nhị Lang của Thàn Vũ. Tiếc thay trong các sách giảng văn, ít người trích cho học sinh đọc. Nguyễn Khuyên cốc con, lời cũng rất lâm ly, phần kỹ thuật không lớn phần tình cảm. Nghìn năm bia đa bản vàng, tiếc thay người ấy, trăm năm răng long đầu bạc, khổ lắm con ơi. Cảm động nhất là đoạn Mạnh Phu Tư tả tình mẹ con lén lút nói chuyện với nhau qua hàng rào. Mẹ tôi bảo tôi ra lối cổng, tôi vừa nên làm theo, mẹ tôi gọi giật lại: "Thôi đứng đây vậy con à, ra cổng bà và chú biết mất." Nói xong mẹ tôi khẽ đưa một tay qua hàng rào, ấn sang bên phải, ấn sang bên trái, qua cái lỗ hổng đó hai mẹ con tôi nói chuyện với nhau. Mẹ tôi đưa tay ra cho tôi, hai mẹ con tôi nắm chặt lấy cổ tay nhau. Mẹ tôi như cố kéo tôi ra ngoài hàng rào, trái lại tôi muốn lôi mẹ tôi vào trong khu vườn. Hai mẹ con cứ yên lặng như thế một lúc lâu, chẳng biết nói gì với nhau. Trời ơi, nói sao được cái sung sướng của tôi, cái cảm giác đê mê của tôi lúc bấy giờ. Tất cả 10 ngón tay nhỏ bé của tôi ôm chặt lấy cổ tay mẹ tôi. Cái êm dịu của một người mẹ còn trẻ, đến nay tôi mới lại được biết đến. Cái bàn tay nhăn nheo của bà tôi không sao gây được cho tôi cái cảm giác đó. Tôi bóp chặt cổ tay mẹ tôi. Tôi xoa những đầu ngón tay và cổ tay mẹ tôi. Và mẹ tôi cầm chẽn lấy cả một cánh tay tôi. Trời đã nhá nhem tối. Tôi cố hết sức trợn hai mắt để nhìn mẹ tôi, nhưng tôi không nhận được rõ. Tôi kéo gần mái mẹ tôi tới hàng rào. Nét mặt mẹ tôi vẫn lờ mờ trong bóng chiều. Mẹ tôi cũng cố nhìn tận mặt tôi, nhưng rồi mẹ tôi buông tay tôi ra, mà sờ sờ trên đầu tôi, trên má tôi. Tôi yên lặng ngồi để mẹ tôi vuốt ve như thế. Tôi sung sướng quá đến nghẹn ngào trong cổ. Tôi nhìn mặt mẹ tôi lờ mờ y như qua một miếng vải đen mỏng người ta phủ lên má tôi đã thấy cái ngày cô tôi chết. Một số người có duyên kỳ dị với văn tự. Đặng Dung chỉ nhờ một bài thơ mà danh lưu thiên cổ. Ác Ve cũng vậy. Trương Tiên đời Tống được người ta gọi là Lan Trung Đào Lý Giá Xuân Phong. Chỉ vì vị Lan Trung ấy viết được câu Đào Lý Giá Xuân Phong, đào mận gã gió xuân. Thần bất tử cũng hay bẩn cợt như thần tài chăng. Lỡ mấy nhà thơ đó để phong thần thì cũng còn có lý ít nhiều. Đến như một bài tầm thường mà được mọi người thích rồi truyền tụng mới là lạ cho chứ.
Trong đám người yêu giang, ai không nhớ cái tên TTKH? Mặc dù chẳng biết TTKH là người nào, là Trần Thị Khánh ư, hay Thâm Tâm Khánh, nghĩa là Thâm Tâm và Trần Thị Khánh ký chung. Tên đó chỉ ký một lần với bài thơ mà ít tháng sau đã truyền khắp Trung Nam Bắc. Bài ấy như sau: người ấy thường hay ngắm lạnh lùng, dãy đường xa giúp bóng chiều phong, và phương trời thẳm mờ sương cát, tay dứt dây hoa trắng chạnh lòng. Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, thở dài trong lúc thấy tôi vui, bảo rằng hoa giang như tim vỡ, anh sợ tình ta cũng dở thôi. Thở đó nào tôi có hiểu gì, cánh hoa tan tác của sinh ly, cho nên cười đáp hoa màu trắng là chút lòng trong chẳng biên suy. Đâu biết lần đi một lỡ làng, dưới trời đau khổ chết yêu thương, người xa xăm quá tôi buồn lắm, trong một ngày vui phao nhuộm đường. Từ đấy thu rồi thu lại thu, lòng tôi còn giá đến bao giờ. Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ người ấy, cho nên vẫn hững hờ. Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ai ân lạc lẽo của chồng tôi, mà tận thu chết, vẫn giấu trong tâm bóng một người. Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết, thấy ai cũng vì cánh hoa xưa, nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ, và đỏ như màu máu thâm pha. Tôi nhớ lời người đã bảo tôi, một mùa thu cũ rất xa xôi, đến nay tôi hiểu thì tôi đã lầm lỡ tình duyên cũ mất rồi. Tôi sợ chiều thu phất nắng mờ, chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu, gió về lạnh lẽo chân mây vắng, người ấy sang sông đứng ngóng đò. Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi người ấy có buồn không? Cô thầm nghĩ tới loài hoa dở, tựa cánh hoa phai, tựa máu hồng. Tôi còn nhớ khi bài đó mới đăng lên báo, cũng hơn 20 năm rồi. Một anh bạn thi sĩ của tôi ngâm cho tôi nghe tới những câu: từ đấy thu rồi thu lại thu, lòng tôi còn giá đến bao giờ, mà tận thu chết, vẫn giấu trong tâm một bóng người. Nhất là cái câu buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết, và nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi người ấy có buồn không? Anh ấy cảm động vô cùng, giọng não nuột mắt lờ đờ, mà tôi cũng thú lắm. Mà trừ hai câu từ đấy thu rồi thu lại thu, mà từng thu chết, nhạc trầm buồn đặc biệt, còn cá bài chỉ là lời kể lể của đàn bà, lôi thôi thiếu nghệ thuật, thế thì tại sao nó lại được truyền tụng? Phải chăng là nhờ giọng thành thực một phần, nhờ tên bí mật TTKH một phần, mà cũng nhờ thời đó rất thích hợp với loại thơ như vậy? Nếu nó xuất hiện vào thời này thì chưa chắc đã được truyền tụng. Không phải là thời này lớp văn thơ trữ tình phải dẹp đi cả đâu. Tôi đã nói ở đầu chương rằng tình có thời nào mà thiếu, thời nào mà không được trọng. Song ngày nay người ta muốn nghệ sĩ tả những tình khác kia, chứ không phải cái tình anh em, chẳng hạn tình ái quốc, tình xã hội, tình nhân loại. Văn chương là một nghệ thuật, mà có nghệ thuật nào không chịu ảnh hưởng của xã hội? Từ Trẫm Á, một nhà văn cực kỳ lãng mạn, đã dễ nước mắt ra mài mực viết những chuyện như Tuyết Hồng Lệ Sử, mà cách đây khoảng 40 năm cũng đã thay loại ra lỗi thời. Nên trưng một bài thơ chia buồn cùng bạn mới quá vợ có câu: nhi nữ hà quan thiên hạ sử, bất như thu lễ khắp thương sinh. Thì quả thật là ngày nay cái ca nhân sự không còn đáng kể là bao nữa. Nhưng rồi sẽ có một thời mà các giá trị sẽ đảo lộn cả, tất nhiên là với hình thức khác, những lối cảm xúc khác.